Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại toàn bộ những cái điểm ngữ pháp quan trọng của ý vị một để phục vụ cho các bài kiểm tra 15 phút cũng như là giữa kỳ và cuối kỳ nhé. One, language focus practice, unit one. Thì trọng tâm của unit này chúng ta có mấy cái mục như sau. Thứ nhất là cấu trúc they is, viết tắt là they, they are, cộng a, and, some, và any. Đây là mạo từ definite, mạo từ in zero article, mạo từ xác định the và mạo từ zero tức là không có gì. Và tiếp theo chúng ta sẽ là cái cấu trúc nghi vấn is there hỏi chấm, are there hỏi chấm và how many và có bao nhiêu. Cuối cùng đó là cái kiến thức vô cùng quan trọng về cấu trúc so sánh hơn kém, comparative adjectives là so sánh hơn kém. Các bạn hãy tập trung lắng nghe nhé. Bài số 1, hãy hoàn thành những cái câu khẳng định affirmative và câu phủ định bên dưới với những cái từ is, are, isn't và aren't. Thì các bạn giúp cô. Nên là cô sẽ viết câu khẳng định này. There is là có một thì sẽ cộng a với aren't có nghĩa là một. Sau đó sẽ cộng thành từ số ít. Còn mục số 2, there are cộng some có nhiều cái gì đó thì chúng ta sẽ cộng some cộng danh từ đấy được số nhiều. Được chưa các bạn? Rồi, three, there aren't sẽ cộng any tức là không có nhiều cái gì đó, không có bất kỳ cái gì đó. Các bạn phân biệt nhá. There is sẽ cộng được cả a với an trong cả câu phủ định và khẳng định. There is hoặc there isn't. There isn't. Cô biết there isn't vào đây luôn nhá. There isn't. Được chưa các bạn? Tức là phủ định và khẳng định đều cộng được. Đều cộng được cái từ a với an. Tức là có một cái hoặc là không có một cái. Còn câu số 2 khẳng định số nhiều với danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ dùng there are some. Tuy nhiên phủ định lại dùng there aren't any. Để chúng ta cùng làm nhá. Câu số 1, there isn't a shop near our school. Không có một cái cửa hàng gần trường của tôi. Dấu x là không có. Number 2, there are some cafes in the street. Có một vài quán cà phê ở ở trong khu phố của tôi. Ở đây là cafes là danh từ số nhiều. Đi với some chúng ta dùng are. Câu số 3, there is no bridge in Paris. Có một cây cầu cũ ở Paris. Câu số 4, there aren't any buses today. Không có cái tuyến xe buýt nào ngày hôm nay. Number 5, there isn't a library here. Không có một cái thư viện ở đây. Và câu số 6, there are 10 flags in the building. Ở đây từ 10 flags và dấu tích là câu khẳng định chúng ta dùng there are, có nghĩa là có 10 cái căn hộ ở trong tòa nhà này. Number 2, complete the text with a and some any the or zero. Hãy hoàn thành bài khóa sau với các cái bảng từ an, từ some any the hoặc là không điền gì. Thì như cô phân biệt ở trên thì với an sẽ đi với they is hoặc they isn't, some thì đi sau they are, any đi sau aren't. Vậy thì cô sẽ phân biệt nốt cho các bạn là the với cả zero. Đây là mạo từ tờ thì sẽ nói về một cái cụ thể nhá, đề cập đến một cái cụ thể, đề cập đến cái cụ thể nói được nói đến trước đó, được nói đến trước đó. Còn zero zero tức là không có gì đấy thì đề cập đến cái chung chung, đề cập cái chung chung. Được chưa? Hoặc có thể không đến được chúng ta cũng cũng dùng zero tức là mạo từ không có gì đằng trước. Vậy chúng ta hãy cùng điền nhé. My town, thành phố của tôi. My town isn't very big. Thành phố của tôi thì không to lắm. And it isn't a very good place for visitors. Và nó cũng không phải là một nơi rất là tốt cho những du khách. There aren't, ở đây có there aren't. Đằng sau lại hotel số nhiều chúng ta dùng any. Không có bất cứ cái khách sạn nào.
và there aren't any interesting monuments, và cũng không có các cái tượng đài thú vị nào ở đây cả. There isn't, chúng ta tìm hiểu tiếp danh từ đằng sau. Train station đếm được, chúng ta dùng a. There isn't a train station, không có một nhà ga xe lửa ở đây. There is only, chỉ có một cái gì đó. A bus station đếm được, và từ bus không bắt đầu bằng các nguyên âm I, E, E, O, U, nên chúng ta không dùng an mà chúng ta sẽ dùng a. This only a bus station, but there are, nhưng mà có interesting places đếm được, khẳng định. But there are some interesting places for young people. Nhưng mà có một vài cái nơi rất là thú vị cho giới trẻ. Young people là giới trẻ. Rồi, người ta liệt kê. There's a park. Có một cái công viên. Viên with a cafe. Với một quán cà phê. Rồi, ở đây lần đầu tiên người ta đề cập đến cái công viên với quán cà phê thì người ta sẽ dùng a, đúng không? There's a park and with a cafe. Tức là lần đầu tiên đề cập đến. Nhưng câu số 8, người ta đã đề cập đến từ the park, đã xác định rồi, thì người ta sẽ dùng the. Next to the park, tức là cạnh cái công viên ở trên ấy. There's an exciting sports center. Có một cái trung tâm thể thao rất là thú vị. Ở đây các bạn nhìn thấy từ exciting bắt đầu bằng chữ E, nguyên âm bể bản, thì chúng ta sẽ dùng an. You can play there. Bạn có thể chơi ở đó. Thì cái từ there thì chúng ta sẽ không cần dùng bạn từ gì cả. Play there, được chưa? Bạn có thể chơi ở đó. There là cái từ mà nó chỉ cái vị trí nào đó. There are some nice shops. Cũng có một vài cái cửa hàng rất là đẹp. Từ shop có S, some. There is an old theater. Có một cái nhà hát cũ, rạp hát cũ. Từ old, bắt đầu của nó có nguyên âm bề ngoài, đúng không? Nguyên âm O. Chúng ta sẽ dùng an. And a new cinema. Và một cái rạp chiếu phim mới. Đây là lần đầu tiên người ta đề cập đến cái nhà hát cũ và cái rạp chiếu phim, người ta sẽ dùng a với an. Sau đó các bạn đọc các câu sau. Người ta lại đề cập đến là tôi thường đi đến cái rạp chiếu phim đó. Thì cái rạp chiếu phim đó nó đã xác định rồi nên chúng ta sẽ chuyển giờ. I often go to the cinema with my friends. Tôi thường đi đến đó với bạn của tôi. Được chưa? Vậy thì cấu trúc nghi vấn với is there với are there thì chúng ta chỉ cần đảo chuẩn từ is lên đằng trước từ there thôi. Và how many, các bạn nhớ giúp cô nhé. How many, sau how many sẽ cộng danh từ đến được số hiểu. Cái phần này nếu mà bạn đã theo dõi các cái sách giáo khoa bài chữa cô ấy, thì cô đã ghi rất là kỹ cho các bạn rồi. Các bạn có thể quay lại video để chúng ta xem nhé. Rồi, bài số 3. Hãy hoàn thành các lời câu hỏi và câu trả lời sử dụng các từ cho sẵn. Chúng ta cùng điền nhé. 1. How many schools are there? Ở đây là school là số nhiều này. How many? There are 2. Chúng ta tự trả lời thôi. Number 2. Is there a nice square? Is there? Có một cái gì đó chúng ta dùng is. Yes, there is. Number 3. Are there any bookshops? Có cửa hàng sách nào không? Are there? No, there aren't. Không, không có. Number 4. How many new streets are there? Có bao nhiêu cái con đường mới ở đó, con phố mới ở đó? There are many. Có rất nhiều. Number 5. Tôi xin lỗi là ở đây đáp án chúng ta cũng lấy trích phung luôn nhé. Number 5. How many bridges are there? Có bao nhiêu cây cầu ở đó? There's one. Chỉ có một thôi. Rồi, và chúng ta chuyển đến phần tiếp theo. Order the words to make questions. Then write short answers. Hãy sắp xếp các cái từ để tạo thành các cái câu hỏi. Question là câu hỏi. Sau đó viết những câu trả lời ngắn. Thì cái phần này thì mới là phần mà chúng ta tự trả lời nhé. Rồi, câu số 1. Viết cái cụm này thì các bạn lưu ý giúp cô, chúng ta sẽ dựa vào cụm is there cộng danh từ số ít, aren't cộng danh từ số ít, are there cộng any cộng danh từ số nhiều, đúng không? Chúng ta hãy cùng viết nhé. Ở đây có thể có từ pens, từ pens. Vì there are thì chắc chắn đây là chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc are there rồi. Câu hỏi mà are there sau đó chúng ta sẽ cộng any. Are there any pens? Sau đó chúng ta biến nốt các thành phần khác xuống. In your bag, có cái bút nào ở trong cặp của bạn không? Yes, they are. Nếu mà có thì chúng ta trả lời là yes, they are. Còn không là no, they aren't.
Câu số 2. Is there a library in your school? Có cái thư viện nào trong trường của bạn không? No, there isn't. Cứ có câu chữ is there, are there, chúng ta sẽ lưu ý đặt lên trước. Câu số 3, chúng ta thấy từ how và many. Vậy chúng ta sẽ dùng cấu trúc how many. How many students are there in your class? How many students là cụm cố định rồi. Sau đó chúng ta sẽ đảo are lên trước there và hạ các cái thành phần khác xuống. There are 28, có 28 người. Number 4, are there any interesting places near your school? Có những cái nơi thú vị nào ở gần trường của bạn không? No, there aren't. Không, không có. Và câu số 5, how many posters? Các bạn để ý nhé, sau how many luôn luôn là danh từ để biểu số nhiều. Are there in the bedroom? Có bao nhiêu cái tấm poster ở trong phòng ngủ của bạn? There too, có hai cái thôi. Rồi chúng ta chuyển đến một phần vô cùng quan trọng, đó là phần so sánh hơn kém của tính từ. Đầu tiên cô sẽ giải thích lại tính từ là tính từ để mô tả tính chất của người vật, ví dụ cao, thấp, to, nhỏ, xa, gần, vân vân. Vậy ở đây so sánh hơn kém của tính từ là chúng ta sẽ so sánh giữa hai người và hai vật hoặc hai thứ gì đó, chỉ hai thứ với nhau. Được chưa? Đầu tiên các bạn nhớ so sánh hơn kém của tính từ là như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nhớ vậy với tính từ nào thì chia thế nào. Với tính từ ngắn, đúng không? Tính từ ngắn này. Tính từ ngắn thì chúng ta sẽ thêm đuôi, đại đa số chúng ta sẽ thêm đuôi er đằng trước. Có một số trường hợp đặc biệt hơn thì các bạn sẽ ôn lại trong video hướng dẫn sách giáo khoa của cô trong mục Comparative Adjectives nhé. Rồi, tính từ dài thì chúng ta sẽ thêm more cộng tính từ giữ nguyên và sau đó cộng thêm than. Có một số đặc biệt ví dụ tận cùng hai tính từ hai âm tiết tận cùng bằng y, ví dụ từ happy, tính từ hai âm tiết tận cùng bằng y dài, thì những cái trường hợp tận cùng bằng y dài thì các bạn phải lưu ý cho cô. Tận cùng bằng y dài trường hợp hai âm tiết chúng ta cần chuyển y dài thành y ngắn và thêm er. Được chưa các bạn? Rồi, vậy thì cô hãy cùng ôn cùng các bạn ôn bài số 5. Trong trường hợp nào mà gặp những từ mà cô nốt thì các bạn hãy ghi chép vào để chúng ta quên nhé. Câu số 1, pretty là xinh đẹp, chính là cái trường hợp mà tận cùng bằng đuôi y của cô này. Tận cùng bằng đuôi y thì từ này có hai âm tiết là pretty. Pretty thì cô sẽ chuyển y dài thành y ngắn với thêm er. Prettier, xinh đẹp hơn. Câu số 2, easy cũng thế, cũng tuân theo quy tắc tận cùng đuôi y. Easy thì cô sẽ chuyển đến easier. Câu số 3, từ fast, nó là tính từ ngắn thì cô thêm đuôi er, faster. Câu số 4, từ bad là từ đặc biệt các bạn nhé, từ bad. Đó là bất quy tắc, từ bad chỉ có thể có một cách chia là worse, chúng ta phải học thuộc lòng, tồi tệ và tồi tệ hơn. Câu số 5 thì từ hot, bởi vì tận cùng của nó, ở giữa của nó có một nguyên âm, nó một âm tiết, ở giữa của nó có một nguyên âm trên giữa hai phụ âm H và T, nên chúng ta phải gấp đôi cái chữ T cuối lên, chuyển thành hotter. Cái trường hợp này các bạn cần nhớ nhé, không có quá nhiều từ đâu, có từ hot, từ big, từ thin, được chưa? Từ hot, từ big, từ thin, các bạn lưu ý. Câu số 6, to feel comfortable là số nhiều, danh từ, cô xin lỗi, là danh từ dài rồi, là tính từ dài nên chúng ta sẽ dùng more đằng trước. Câu số 7, safer, ngắn thêm r bởi vì đã có e. Câu số 8, là bất quy tắc, farther chuyển đến further, có nghĩa là nhiều hơn, xa hơn. Câu số 9, expensive, tính từ dài dùng more. Câu số 10, newer, tính từ ngắn. Vậy câu số 11, dạng bài số 6 là dạng bài chúng ta sẽ thường xuyên thi, kể cả không chỉ lớp 6 mà còn lên lớp 3 nữa. Đây là cái dạng mà các bạn phải chia dạng so sánh hơn kém của tính từ đó. Thì bước 1 thì các bạn cũng xác định cho cô là tính từ đấy, là tính từ thuộc dạng nào.
tính từ ngắn, tính từ dài, tính từ đặc biệt. Và chúng ta sẽ sử dụng, xử lý cái tính từ, sau đó chúng ta thêm từ van ở đằng sau là được. Câu số 1, quán cà phê của bạn thì popular là được ưu chuộng hơn, popular được ưu chuộng hơn, Luigi Restaurant. Cái quán cà phê của bạn thì được ưa chuộng hơn cái quán nhà hàng Luigi, được chưa? Nghĩa là từ popular là dành từ dài, là tính từ dài, là tính từ dài, nên chúng ta sẽ áp dụng công thức của tính từ dài thêm more đằng trước, sau đó cộng than, more popular than. Câu số 2, từ nice từ trên chúng ta cũng từ nice thì tận cùng của nó là e, nó là tính từ ngắn, chúng ta thêm r và thêm than. Cái căn hộ mới của bạn thì đẹp hơn là cái căn hộ cũ của chúng tôi. Cái căn hộ cũ của chúng tôi thì đẹp hơn là cái căn hộ mới của chúng tôi. Câu số 3, London is bigger than Rome. Thủ đô London thì to hơn là Rome, đúng không? Ở đây chúng ta thấy từ big, thì như cô nói ở trên ấy, là từ big, từ hot và từ thin là ba từ mà nó có một âm tiết phụ âm trên giữa hai, nguyên âm trên giữa hai phụ âm, thì chúng ta sẽ cần gấp đôi với phụ âm cuối và thêm r. Bigger than, và đừng quên từ than nhé, bởi vì cấu trúc so sánh hơn, từ than có nghĩa là hơn. Câu số 4, dream is, dream thì friendly, friendly chúng ta thấy cứ có đuôi y là các bạn phải cân nhắc lại cho cô. Friendly là hai âm tiết tận cùng bằng đuôi y, chúng ta coi nó là tính từ ngắn và chúng ta cần chuyển y dài thành y ngắn trước khi thêm r. Friendlier than Dan, James thì thân thiện hơn là Dan. Câu số 5, are the shops in the town better than the shop in this shopping center? Những cái cửa hàng trong thành phố của bạn, từ good cũng là từ các bạn cần nhớ bởi vì nó là từ đặc biệt. Từ đặc biệt này nó không có một cái quy tắc nào cả, bạn phải học thuộc lòng thôi. Từ good so sánh hơn của nó là từ better. Từ better. Vậy thì bạn sẽ cần dùng là better than, thì tốt hơn, thú vị hơn. The shop in this shopping center. Câu số 6, this book. Ở đây từ interesting là 3 âm tiết trở lên rồi, đúng, interesting. Có nhiều âm tiết rồi, chúng ta sẽ dùng more interesting than. Những cái cuốn sách này thì thú vị hơn những cái cuốn sách kia mà được mượn từ siêu thị, mượn từ thư viện. Câu số 7, Freya is her sister. Young là một âm tiết nhé, young một âm tiết, tính từ ngắn chúng ta thêm về er và than. Ok, hôm nay cô hơi bị đau họng một chút, các bạn thông cảm nhé. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ được tổng ôn tập lại một lần nữa tất cả những cái kiến thức trọng tâm của Unit 1, và hy vọng cái phần bài này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong những bài kiểm tra 15 phút ôn thi cuối kỳ cũng như là giữa kỳ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.